Chia động từ ở thời hiện tại thường. Các bạn mở bảng con ra nào. Yeah, mở bảng con ra. Hôm trước chúng ta đã học về dạng khẳng định của động từ thường. Dạng cố định nhỉ? Động từ thường là các động từ mà chỉ gì? Chỉ hoạt động. Hoạt động, đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập cách chia động từ ở thời hiện đại thường, và mỗi bạn sẽ chia một ngôi khác nhau. Cháu chia. Không giống nhau. Cháu. Bây giờ chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ chia động từ start. Start. Start là bắt đầu. Start. Bạn Đại chia ngôi này. Bạn Phương Anh chia ngôi này. Chia nhóm kia. Bạn Châu Anh chia ngôi này và bạn Lâm chia ngôi này. Nhớ đi. Bạn cháu con. Lại này. Ai đây? Phương Anh hả? Không, con. Con. Châu Anh. Phương Anh. Bác giờ tháng. Bác chị. Nhìn trên bảng rõ là sao mà ngoài nhiều đấy. Dơ bảng về phía này. Châu Anh, Mickey, Start, thêm S, Phương Anh. Dơ bảng đây. The Cat, Start, thêm S. Ngược rồi. Ngược bảng đại. You Start, không thêm S. You Start, không thêm cháu S. Lâm. She Starts. Thêm S. Nào các bạn nhìn bảng của nhau. Đưa bảng với nhau xem. Xem có bạn nào phát hiện ra bạn nào đúng, bạn nào sai. Các bạn nhìn xem. Nào bây giờ thứ nhất, bạn Châu Anh dơ bảng cho mọi người xem. Xem là mình đã làm đúng chưa. Dơ bảng cho mọi người xem. Đúng rồi. Yes. Phương Anh dơ bảng cho mọi người xem. Sai. Tại sao lại sai? Số nhiều. Yes. Số nhiều, thiếu ít, chú ít với thêm S rồi, còn số yes. Nhiều với thêm S. Lâm, dơ bảng. Đại chứ bạn. Đại thì dễ quá phải không? Dễ yes. Nhất lớp. Rồi, ok. Tiếp Lâm, she starts. Đúng rồi. Oh. Yes, đúng that's right, ok. Ôi, cháu sẽ xin thẳng 3 rồi. Đại. Mình tự chọn. Không, không cần tự chọn. Biết gì là cái gì hả bác? Cái gì kìa bác? Châu Anh. Đầu tiên là cái gì hả bác? Ai, quá dễ. Phương Anh. Cái gì ấy? Cháu sao? Lâm. Yeah. Bác, cái từ của cháu là gì tên là gì? Mike. Mice. Sơ bảng. Anh vẽ mẹ tính ấy. Châu Anh là I sleep, không thêm S. Phương Anh là It sleeps, thêm S. Tại đâu? The mice sleep. Sleep như thế nào đấy? Dơ bảng. Anh phải lão. Yes, sleep, Lâm please. They wanna sleep without S. Có S không? Không. Không có hả? Nào bây giờ các bạn dơ bảng cho nhau xem. Bạn Châu Anh dơ bảng. Đúng rồi. Đúng hay sai? Đúng. Phương Anh. Đúng. Đại. Đúng rồi, Lâm. Đúng chưa bạn Lâm, đúng chưa các bạn? Ôi, ở đây là chữ nào, chữ sọ. The one là thế nào nhỉ? Sao chứ nói? Sai rồi, equal là số nhiều mà. Equal là it. Bác chả nhìn rõ chữ S gì của cháu đâu cả. Anh biết lão. Anh đâu mà không chữ sọ đâu bác. Không có chữ sọ. Sleep. Equal là danh từ số ít hay danh từ số nhiều? Nhiều là bao nhiêu con? Một con à? Không, mà là số ít. S thì có thêm S hay không thêm S để cho anh? Có. Như thế là bạn Lâm đúng hay sai? Sai! Vậy đấy, sai, phải đến sai. When.
Squid Man. Châu Anh. Ôi, biết ngay rồi. Đại. Lâm. His. Phương Anh. Ôi, lại sao lúc nào hai cháu ở đây đấy. Để đấy nè. Lâm ra bảng trước. Bố bố thế. He swims. Bố, thế cái đấy là số nhiều số ít đã. Bố không nói, con tự làm. Đại. Raise the boat. The man swim without S. Bạn Đại không thêm S phải không? Bạn Phương Anh, we swim, không thêm S à? Bạn Châu Anh, the fish swims, thêm S. Bạn Lâm, giơ bảng cho mọi người xem. Các bạn nhìn vào bảng bạn Lâm, hạ bảng xuống để nhìn vào bảng bạn Lâm. Bạn Lâm có làm đúng hay sai? Đúng. Đại giơ bảng lên cho mọi người xem. Đúng hay sai? Sai. Tại sao lại sai? Yes. Man ở đây là số ít, men mới là số nhiều. Châu à quên, Phương Anh là we swim, dễ quá. Quá dễ. Đúng rồi, Châu Anh là the fish swims. Đúng hay sai? Sai. Tại sao lại sai? Fish đầu tiên đã là số nhiều rồi. Không sai. Đúng rồi. Tại vì the fish, từ fish số nhiều và số ít đều viết là fish. Fish thì đây chúng ta có thể hiểu là một con cá thì vẫn thêm S được. Còn nếu chúng ta hiểu nhiều con cá thì chúng ta không thêm S nữa. Tức là cái này bạn Châu Anh có thể thêm S hoặc không thêm S thì đều đúng. Được chưa nào? Ơ chỗ con chó biết nói à? Run. Bạn Phương Anh. Yeah. Bạn là Lâm. Yeah. Bạn là Châu Anh. Yeah. Bạn Đại. You. Yeah. Dễ thế mà có khi sai đấy. Lâm ra bảng trước. The dogs gì con? Bạn Lâm, bạn biết các bạn hạ bảng xem bạn Lâm bạn biết gì nào? The dogs. Lâm ra bảng lên xem là mình cho các bạn xem mình biết cái gì. Sai. Ơ loan đâu? Động từ đâu? Động yêu từ à? Như kiểu bơi đi à? Ảo tưởng sức mạnh à đi à? Nó chắc đầu óc đi à? Như run. Ơi à? Hôm nay nổi hứng đi. Đại ra bảng. Bạn. You run. Phương Anh, the woman run. Chứ woman viết thế hả Phương Anh? Women. Women viết thế hả? Châu Anh ra bảng. He runs. The dog runs. Phương Anh, the women run. Đại, you run. Lâm, the dog runs. The dog runs. Okay, thank you. Clear the board, please. Bác sao không có nói gì hết. Okay, thank you. Đúng hết à? Yes. Yeah. Đúng. Clear the board. Today is Sunday, December the 13th, 2015. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về động từ ở thời hiện tại thường. Bài hôm trước như các bạn vừa mới ôn lại là chúng ta học về thể khẳng định của động từ thường ở thời hiện tại thường. Hôm nay chúng ta sẽ học thể phủ định của động từ thường ở thời hiện tại thường, negative form. Nào, về thể phủ định của động từ thường. Chúng ta lại xem lại các ngôi đại nhân xưng. Chúng ta có các ngôi là I, you, he, she, it, we, you, they. Và các ngôi đại từ nhân xưng thì có ngôi số ít gồm có là I, you, he, she, it. Ngôi số nhiều là we, you, they. Phân biệt theo ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba thì ngôi thứ nhất có ngôi I và ngôi we. Ngôi thứ hai chỉ có một từ you cho cả số ít và số nhiều.
Ngôi thứ ba có từ he, she, it cho số ít và từ they cho số nhiều. Ở đây bác lại tiếp tục để các chữ he, she, it tô màu khác với các chữ còn lại, vì nó có cách chia khác với các chữ còn lại và các chữ còn lại thì chia giống nhau. Ví dụ ở đây bác có động từ say. Say có nghĩa là gì? Nói. Nói, say có nghĩa là nói. Thì khi mà chia động từ say ở thể khẳng định, như hôm trước các bạn đã biết là chúng ta nói là say. I say, you say, he, she, it thì thêm s nhưng mà đọc là says, không đọc là says, đọc là says. Và we, you, they vẫn là say. Bây giờ thể phủ định thì chúng ta làm như thế nào? Khác với động từ to be hôm trước chúng ta đã học, to be tí nữa chúng ta sẽ có sự so sánh. Be thì chúng ta thêm not vào sau be, ví dụ I am not, he is not, they are not. Nhưng mà động từ thường thì chúng ta không thêm not vào sau động từ, mà chúng ta thêm not vào trước động từ và có một trợ động từ đi kèm trước đó. Ba ngôi số thứ ba số ít là he, she, it, chúng ta thêm does not. Chữ do chúng ta thêm es, đọc là does. Và thêm not vào sau does, đọc là he does not, she does not và it does not. Sau đó chúng ta mới đặt chữ say vào. Các từ còn lại chúng ta thêm do not. Ví dụ I do not, you do not, he does not, she does not và it does not. With you they thì lại là do not. Sau đó thì chúng ta đặt từ say nguyên dạng xuống, không thêm s vào sau bất cứ một từ nào. Yes, chữ does not nó đã thêm s vào thay cho chúng ta rồi. Vì vậy các bạn nhớ là ở thể phủ định động từ không bao giờ thêm cái gì cả, không bao giờ thêm s, bởi vì chúng ta đã có trợ động từ do thêm es, tức là ở trường hợp này gọi là thêm s, nhưng mà trong cái trường hợp đặc biệt này nó thêm es, đọc là does, thêm es và cách đọc lại khác hẳn đi, không đọc là does mà đọc là does, nhớ chưa nào? Và chúng ta nhớ một điều là thêm trợ động từ do rồi đến chữ not, trợ động từ do thì chia theo các ngôi I do, you do, nhưng mà he does, she does, it does, rồi lại we, you, they, lại we, you, they, do. Sau đó đến từ not và đến động từ đặt nó xuống. Run cũng vậy, chúng ta có he gì? He does. Nào, thêm gì nào? Thêm gì nào? Yes. Thêm do not hay does not? Does not. Yes, we thêm, chúng ta thêm does not và vào sau he, she, it thành he does not, she does not, it does not. Các từ còn lại chúng ta thêm gì? Do not. Yes, do not thành I do not, you do not, we do not và they do not. Sau đó chúng ta đặt từ run vào. Tại các ngôi he, she, it, từ run chúng ta có thêm s không hả châu Anh? Không. Không, vì là đã có trợ động từ, đã có trợ động từ, thêm s vào sau trợ động từ do rồi thành does rồi. Các bạn chú ý là chữ do not chúng ta bỏ chữ o đi và viết liền thành một chữ, viết thành don't. Chữ does not chúng ta bỏ chữ o đi và viết liền thành một chữ doesn't, đọc là doesn't. Hôm trước bài hát chúng ta đã học từ doesn't rồi đúng không? No it doesn't, nhớ chưa? Doesn't, don't. Từ do not được viết tắt thành don't, từ does not được viết tắt thành doesn't. Và các bạn chú ý là trong các cái câu phủ định mà nói thông thường là người ta hay nói thành don't và doesn't, chứ người ta không hay nói do not và does not, người ta không hay nói đầy đủ mà người ta nói vắn tắt thành don't và doesn't. Ví dụ nào, chúng ta nhìn lên bảng, bây giờ cả lớp đọc. Chào chút. Cả lớp đọc thử dạng đầy đủ nào. I do not run. I do not run. You do not run. You do not run. He does not run.
He does not run. She does not run. She does not run. It does not run. It does not run. We do not run. We do not run. You do not run. You do not run. They do not run. They do not run. Bây giờ bạn nào nói cho bác biết là I do not run được nói gọn lại là gì? Yes, Phương Anh. I don't run. I don't run. I don't run. Yes, bây giờ các bạn mới học, các bạn đọc chậm thì phải đọc đủ, đọc đúng. Sau này học giỏi rồi có thể lúc mình nói nó lướt đi nhưng mà nó vẫn bật được cái âm ấy ra. Chứ nếu như bây giờ các bạn học, mới học mà các bạn phát âm chậm mà các bạn vẫn bỏ âm thì sau này các bạn phát âm sẽ không chuẩn. Nào, chữ he does not run được viết tắt như thế nào? Được nói tắt như thế nào? Châu Anh, please. He doesn't run. Đọc lại cho chính xác. He doesn't run. Yes, he doesn't run. Chữ they, cụm từ they do not run được viết tắt nói gọn như thế nào hả Lâm? Cụm từ they do not run được nói gọn lại là gì? They don't run. Yes, they don't run. Cụm từ it does not run được nói gọn là gì hả Đại? It doesn't run. Đấy, các bạn chú ý là khi mới học chúng ta nói chưa quen là rất dễ xảy ra tình trạng như bạn Đại vừa mới nói. Tức là đã doesn't rồi nhưng mà lại không thêm not vào đằng sau. Đấy, cái đấy phải khắc phục. Bây giờ bạn Châu Anh cho biết tiếp. You do not run được viết tắt thành gì? You don't run. Bạn Lâm cho biết I do not run được viết tắt là gì? I don't run. Bạn Phương Anh cho biết she does not run được nói tắt là gì? She doesn't run. Yes. Bây giờ chúng ta hãy xem, nhìn nó bảng, nhìn cho kỹ chúng ta thấy là gì? À, do not thành don't. Does not thành doesn't. Yeah. Do not thành don't. Và does not thành doesn't. Nào bây giờ cả lớp đọc. I don't run. You don't run. You don't run. He doesn't run. He doesn't run. She doesn't run. She doesn't run. It doesn't run. It doesn't run. We don't run. We don't run. You don't run. You don't run. They don't run. They don't run. Okay, đọc lại một lần nữa cho nhớ. I don't. You don't. You don't. He doesn't. He doesn't. She doesn't. She doesn't. It doesn't. It doesn't. We don't. We don't. You don't. You don't. They don't. They don't. Now, bạn nào đọc lại chữ don't. Mỗi chữ don't. Phương Anh, please. Don't. Rõ hơn. Don't. Đại. Don't. Lâm. Don't. Châu Anh. Don't. Rõ hơn. Don't. 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 Tất nhiên cái việc này các bạn đọc nó rõ chữ âu ra hơi khó. Nhưng mà các bạn không được đọc là don't. Không được đọc là don't. Nha. Đọc thế là sai. Don't. 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 Đọc chậm lại là như thế này. Don't. 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 Nhá, cố gắng. Thực ra cái việc ấy không quá quan trọng, nhưng mà nếu các bạn đọc được nó rõ, nó chuẩn thì nó sẽ hay hơn.
Nào bây giờ chúng ta lại so sánh với động từ be hôm trước chúng ta đã học. Nào bây giờ chúng ta sẽ chia động từ be trước, xem bạn nào còn nhớ. Động từ be ở dạng phủ định, ngôi ai chia thế nào ở châu Anh đầy đủ. Phủ định tức là nói ai đó không phải là gì, khẳng định nói là ai là gì, phủ định nói ai không phải là gì thì nói là gì? I am not. Yes, I am not. You là gì hả Lâm? You are. You are. Dạng phủ định mà. You are not heavy. You are not. You are not. Sorry. Thôi được rồi, chúng ta so sánh luôn. Tức là khẳng định, ngôi động từ be là I am not, chữ not đứng đằng sau, các bạn nhìn đi, chữ not màu đỏ đứng đằng sau. Trong người thường thì chữ run đứng cuối cùng và do not run, run vẫn là run. Nhưng mà be thì be thì thành am với ngôi I, thành are với ngôi you và thêm not vào sau. Động từ thường thì chúng ta thêm do not đằng trước và run thì vẫn là run, không thay đổi. He is not chứ không phải he be not, mà he is not, và động từ thường thì là does not run. She cũng is not, động từ thường thêm does not vào trước, it thêm not vào sau be là is not. Và động từ thường thì chúng ta thêm does not vào trước, tương tự với các ngôi còn lại. Đấy, các bạn nhìn cho kỹ để mà nhớ, kẻo rằng là học sang động từ thường chúng ta bị nhầm lẫn với động từ be thì chúng ta lại thêm not vào sau động từ. Hoặc đến khi có bạn, có trường hợp thì các bạn học động từ thường rồi các bạn quên động từ be thì là các bạn lại thêm gì, thêm not vào trước be thì lại là sai. Nhớ chưa nào? Cho nên là học trước nhưng không được quên sau, phải nhớ. Đấy, và trong trường hợp I'm not thì viết tắt thành not. Not, I am not, viết tắt thành I'm not. Do not viết tắt thành don't. You are not viết tắt thành you aren't. Đây là bác chỉ lấy một dạng thôi. Còn kia là don't run. He, she, it thành isn't. Còn bên kia thành doesn't run. Đúng chưa nào? Tương tự như vậy. Don't run. Được chưa nào? Như vậy là chúng ta đã nhớ ra cả dạng đầy đủ và dạng vắn tắt của các động từ này. Now we'll do an exercise about negative form. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập về dạng phủ định. Yêu cầu như sau. Now, what are you doing? Write the sentences in negatives. Hãy chuyển các câu sau sang dạng phủ định. Câu thứ nhất là I learn Spanish. Câu thứ hai là she dances very well. Câu thứ ba là Paula cleans the teeth in the evening. Và câu bốn là we walk to school. Câu năm là he likes English. Nào bây giờ các bạn bỏ hết tất cả các từ ở phía sau động từ đi. Tức là trong các câu này thì câu thứ nhất động từ là learn. Câu thứ hai động từ là dances. Động từ chính của nó là gì? Là dance hay là dances? Dances. Nào. Dance. Đây là chia với ngôi thứ ba số ít, vì vậy người ta thêm gì? Yes. Thêm S. Từ này thêm S, chứ không phải thêm ES. Từ thứ ba động từ chính là gì? Clean. Từ thứ tư, câu thứ tư động từ chính là? Walk. Câu thứ năm động từ chính là gì ở châu Anh? Like. Các bạn biết hết nghĩa của động từ này chưa? Learn có nghĩa là gì ở châu Anh? Dance có nghĩa là gì ở phương Anh? Bạn nào biết nghĩa của từ dance? Đại? Dạ, nhảy ạ. Nhảy hoặc khiêu vũ. Múa. Clean có nghĩa là gì ở Lâm? Thế chẳng là đánh răng. Đánh lau. Lau rửa đánh răng, trong trường hợp này đánh răng. Walk có nghĩa là gì ở phương Anh? Walk không phải là đi tới. Đi bộ. Đi bộ. Đi bộ.
Like có nghĩa là gì ở châu Anh? Thích, đúng rồi. Nào bây giờ việc của các bạn là chuyển các câu này sang phủ định, nhưng mà để làm vào bảng nó đỡ mất thời gian thì các bạn không viết các từ sau các động từ nữa. Ví dụ I learn chuyển sang phủ định như nào, các bạn chuyển luôn là I như thế nào đó learn hoặc I learn như thế nào đó. Không làm, không viết từ Spanish, không viết từ very well, không viết từ the teeth in the evening, không viết từ to school, không viết từ English. Nào câu thứ nhất, I learn Spanish chuyển sang dạng phủ định như thế nào? Làm hết cả 5 câu một bạn. Thôi làm từng câu một thôi. Chứ làm 5 câu luôn. Các bạn làm 2 câu một thôi. Làm 2 câu một vì bảng con có hạn. Làm 2 câu một. Các bạn làm I learn Spanish và she dances very well. Bạn Lâm trước nha. Sai. Giơ bảng lên. Bạn Lâm câu thứ nhất bạn ấy điền là I don't learn. Câu thứ hai bạn ấy điền là she doesn't dances. Đâu? Đây rồi, em cứ làm ở đây này, bác sai tìm này, sai chữ này bác ạ. Nào tiếp đại. Đây. Câu thứ nhất là I don't Spanish. Câu thứ hai là she doesn't dance. Châu Anh please, đại hạ bảng xuống. Ai bảo thế chưa lại, không biết. Châu Anh, Châu Anh, Châu Anh. Châu Anh là I don't learn và nào. Câu thứ hai là she aren't dances. Phương Anh. Câu thứ nhất là I don't learn. Câu thứ hai là she doesn't dance. Cả lớp chỉ có một bạn đúng. Là? Tất nhiên không phải con. Thế là Châu Anh. Bây giờ các bạn hạ bảng xuống và nhìn vào bảng của bạn Lâm. Các bạn hạ bảng xuống và nhìn bảng của bạn Lâm. Bạn Lâm giơ bảng cho các bạn xem. Giơ bảng cho các bạn xem và các bạn tự đánh giá xem bạn Lâm làm đúng hay sai. Bác ở đây Lâm sửa. Ôi giời ơi, đánh gì chứ bò. Bò nào? Nào, Lâm giơ bảng cho các bạn. Đúng rồi. Chết tiệt, mình thiếu động từ. Các bạn nhận xét xem nào, đưa đây bảng của Lâm đây xem nào. Thiếu động từ là Lâm rồi. Hả? Chết tiệt. Lâm vừa sửa đúng không? Đúng ạ, vâng ạ, Lâm vừa sửa. Đài. Thiếu chữ. Mình thiếu chữ lần. Không biết viết chữ Spanish. Đài cũng vừa sửa đúng không? Cháu thiếu chữ lần. Giơ bảng lên, vừa sửa rồi, ăn gian. Tiêu ăn gian. Câu 2 cũng vừa sửa. Hả? Đúng không? Cũng ăn gian, cũng vừa sửa. Thằng này có mỗi biết là có sửa thôi. Cháu cái ghế này có mỗi bạn Phương Anh đúng thôi. Phương Anh giơ bảng cho các bạn xem. Chỗ này nó có sai nhé, chữ S mà nè. Sai, con sai đủ cả cái câu ấy luôn chứ không phải thêm mỗi chữ S. Chỗ này nè. Hạ bảng xuống. Các bạn nhìn đi. Bác vừa mới giảng xong. Thứ nhất, động từ thường đối với các ngôi không phải là ngôi he, she, it, chúng ta thêm do not hoặc don't vào trước động từ thường. Động từ không thay đổi, tức là I learn thì phải biến thành I do not learn, và viết tắt là I don't learn. Được chưa? Nhìn lên giải, nhìn lên đáp án. Câu thứ hai, động từ đây là động từ gì? Các bạn phải xác định động từ đã. Động từ đây là dance, D-A-N-C-E. Còn S là ở dạng khẳng định, người ta phải thêm theo công thức là gì? Ngôi he, she, it thì thêm S vào sau động từ. Và khi chuyển sang dạng phủ định thì chúng ta thêm gì? Does not hoặc doesn't vào trước động từ. Và cái chữ S kia chúng ta phải làm sao? Bỏ. Bỏ đi. Đó. Bạn Châu Anh ở đấy vừa học xong lại lẫn lộn giữa be và động từ be và động từ thường. Trước động từ thường làm sao lại cho động từ be vào đứng trước được. Như vậy là câu này là she does not dance very well phải chuyển thành she doesn't. Tức là câu she dances very well, xin lỗi nhé, câu she dances very well chúng ta phải chuyển thành she does not dance, không phải dances nữa mà là dance very well, và viết tắt thành she doesn't dance very well. Bây giờ các bạn tiếp tục làm 3 câu tiếp theo luôn. Nhớ là không được lặp lại cái
lỗi sai rồi đấy nữa, vì cái phần này rất là dễ chứ không khó đâu. Nào tất cả các bạn, Phương Anh ra đầu tiên nào. Phương Anh, câu thứ 3 bạn Phương Anh, bạn ấy làm là bạn Phương Anh, bạn đã làm câu thứ 3 là Paula doesn't clean the teeth. Câu thứ 4 là we don't walk. Câu thứ 5 là he doesn't like. Bạn Châu Anh, câu thứ 3 là Paula doesn't clean the teeth. Câu thứ 4 là we don't walk. Và câu thứ 5 là he doesn't run. He doesn't like. Bạn Đài, ngược bảng. Paula doesn't clean, we don't walk, và he doesn't like. Bạn Lâm, Paula doesn't clean, we don't walk, và he gì? He don't. He doesn't run. Như vậy là các bạn làm gì? Giống nhau hết. Câu Paula cleans the teeth in the evening chuyển thành Paula does not clean the teeth in the evening. Yeah, đúng rồi. Chữ cleans chúng ta chuyển thành clean và thêm does not viết tắt thành doesn't. Và trước động từ clean thành Paula doesn't clean the teeth in the evening. Câu thứ tư, we walk to school. We don't. Chúng ta thêm do not vào trước walk. We do not walk to school và viết tắt thành we don't walk to school. Câu 5, he likes English. Chúng ta thêm does not vào trước like và bỏ s ở trước like đi, thành he does not like English và viết tắt là he doesn't like English. Như vậy là cả lớp các bạn đã làm đúng. Xóa bảng tất bảng đi. Now the time is up. Yeah. Nào bố mẹ đoán rồi, còn đi đâu nữa? It's 10 o'clock.